Hôm nay mình xin chào với tất cả mọi người. Thì hôm nay mình có một cái điều tóc. Thật sự thì cái điều tóc này nó cũng ra lâu rồi. Thì hôm nay mình muốn giới thiệu với mọi người lại cái điều tóc này là nó nằm ở trong cái bình xịt thuốc sâu á. Nên hôm nay mình mới lấy về một số để mình bán. Thì điều tóc này thấy cũng rất là hay. Hay nữa là nó xài phép này là phép nghịch nè. Đây, phép đây. Phép này là phép nghịch. Thì phép này thì cho công suất rất là cao. Nên mình xài thì nó tải được dòng lớn. Đây, đây còn mãi nè. Mình mới nhặt về. Mình lấy về cũng ít thôi, cũng không có nhiều đâu. Mình vài chục cái à, mình bán thử á. Của này là thì của Trung Quốc. Để mình test thử cho mọi người xem. Đây là bình. Đây là đèn. Thì thằng này thì nó xài phép nghịch nên nó xài điện này là điện dương nè. Xài thằng này thì nó xài điện dương chung nha, điện dương chung còn điện âm riêng. Điện dương chung điện âm riêng thì mình câu dương chung nè, này này là mình câu dương nè, dương chung đưa vô. Còn này là dây âm. Còn cộng dây vàng này nè mọi người. Còn cộng dây vàng này nè là mình câu vô cái bóng đèn còn sợi ngược lại. Đây. Khi mà mình bật lên đó thì cháy nè, nó sáng dần nè, mình tăng lên cái nó sáng dần nè, này nè. Nó sáng dần đó. Sáng ít nè. Nó tắt nè, nó. Thì mình thấy thằng này thì nói chung nó cũng khá im ha. Mình thằng này thì chạy motor 775 thì rất là khỏe. Không có nóng phét ha. Tại phép này nó cũng nói chung là cũng gì đã dư công sức rồi. Nó rất là sáng ha, dương chung. Dương chung âm riêng. Tại vì nó xài công phép nghịch. Điều tóc này thì về thì cho mọi người chế thả ra luôn, chế đủ thứ hết, quạt kia kia rồi. Thả ra là phép nè, âm hiểm luôn ha, phép âm. Nó không nóng ngày rất là dễ câu ha. Đây nó có sơ đồ à, nó sơ đồ luôn nè đó. Thì thằng này thì nói chung là mình cũng báo giá công khai luôn, thằng này thì mình bán ngay với giá là 22 k bán một một cái, cái giá 22 k một cái, ship 30 k. Nhưng mà mình ship từ hai cái, ba cái, bốn cái, năm cái đảo lên, chứ mình không có ship một cái nha, ship từ hai cái, 2, 3, 4, 5. Thì mọi người người nào có đặt thì liên hệ số điện thoại Zalo ở trên góc màn hình ha. Này nói chung cũng rất